tuyết đã xuất hiện tại thị trấn Ensefray. Đáng nói là thị trấn này nằm ở sa mạc nóng nhất thế giới Sahara, phần thuộc Algeria. Nhìn những hình ảnh này thì quý vị có thể thấy là khu vực sa mạc này được bao phủ bởi các dải tuyết trắng, tạo nên cảnh tưởng tượng tuyệt đẹp. Nhiệt độ tại đây thì đã giảm xuống mức âm 3 độ C trong những ngày vừa qua. Thị trấn Ensefray được biết đến như là cổng vào sa mạc Sahara, nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển và bao quanh là dãy núi Atlas. Đây là lần thứ tư trong 40 năm qua thị trấn này xảy ra hiện tượng tuyết phủ trắng trên sa mạc.